Chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay quay một cái vườn sâm núi nha các bạn. Đó, khoảng mười mấy cây sâm núi đổ nè. Đây là cây đầu tiên nè. Quay cho các bạn xem thành phẩm 100% rồi nha. Đó, cây thân đẹp luôn, cực đẹp luôn. Đó, đổ nè, mấy bạn coi nè. Hoành chắc khoảng 15-16 nha. Đó, cốt cành cực kỳ lớn luôn. Sâm núi trái 100% nha các bạn. Tàn cực kỳ mịn luôn nè. Đó, cây đổ, đây là cây thứ nhất nè. Quay cho các bạn xem. Đó, hàng thành phẩm 100% rồi nha các bạn, không còn mang nhôm gì hết nha. Đó, vườn này khoảng mười mấy cây giống như vậy luôn. Quá trời. Rồi vàng xương cứ ngắt hết luôn nha các bạn. Nhánh nó khoảng ngón tay trỏ, tay út hết luôn rồi nha. Đó, này nè, cũng bằng ngón tay cái luôn rồi, ngón tay cái luôn. Cành hồi nè, ngón tay cái luôn. Hoành thân là khoảng 15-16 nha, 15-16 đến 20 nha. Sâm núi trái 100% nha các bạn. Đó, bạn xem thấy hay cho mình một like, một đăng ký nha. Đó, mấy bạn và mấy anh. Một like, một đăng ký, nhấn vào đăng ký, nhấn vào chuông cho các bạn. Em đăng những cái clip tiếp theo nó sẽ thông báo cho các bạn xem nha. Đó, cây thứ nhất, đây cây thứ hai. Đổ dài khoảng 1m, 1m2 nha. Tàn cực kỳ mịn luôn rồi. Thì tất cả cây này có giao lưu luôn nha. Co nè, khỏi phải chê được luôn nha các bạn. Quá trời luôn, này quay không thể thấy hết luôn nha. Nè. Xin vui trái. Thuần chậu. Cây này nằm trong chậu từ lúc nhánh chiếc tới giờ luôn nha các bạn. Quá trời lâu luôn. Thuần chậu tàn cực kỳ mịn luôn rồi. Đó, cây thứ hai. Này nè, anh em mua một lô này về chơi là thôi, không còn gì để bàn nữa nha. Cây thứ ba. Quá trời mịn luôn nha anh em. Nói tàn đổ này khoảng 1,5 m nha. Cây này sửa thân từ nhỏ luôn nha, giờ không còn mang nhôm mang bọng gì hết nha. Thân lắc lượng từ gốc tới ngọn luôn. Quá trời đẹp luôn. Cây số 3. Nó đổ xuống tới đây luôn nha các bạn. Này. Không còn cái nào mang nhôm hết nha. Đó, chỉ có cây đó còn vài con nhôm dưới ngọn thôi. Đây, cây số 4. Quá trời mịn luôn. Người tầm mười mấy cây nhớ các bạn. Đó, bạn nào có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại của em 0979 58 2872. Rất là nhiều loại cây luôn. Đây, cây số 4, cây số 5. Dán đổ hết luôn nha các bạn. Đó, này hoành gốc, gốc này khoảng 20, quá trời lớn luôn. Chi cành là khỏi phải chê, khỏi phải bàn luôn rồi. Quá trời khủng khiếp. Thân co lắc lượng nha các bạn. Nè, thân nó lắc lượng từ gốc tới ngọn luôn. Cây số 5. Nó quay chi tiết từng cây cho các bạn xem luôn. Đó, nó tàn đổ nè. Tàn đổ này tầm hơn 1,5 m. Thành phẩm hết luôn rồi nha các bạn. Đây, cây số 6. Toàn bộ là đổ hết nha. Các bạn có nhu cầu mua cây alo trực tiếp số điện thoại của em 0979 58 2872. Sâm núi trái 100%, mấy co cực kỳ gắt luôn.
cây số 7. Trời ơi. Cây số 7, cây số 8. Toàn bộ dán đổ hết luôn nha các bạn. Đây, cây số 7, cây số 8 nè. Đó, cái kiểu giống nhau hết nha. Đây, cốt cành tổ này hơi có cái luôn à. Hai con quá trời. Tàn cực kỳ mạnh hết rồi nha các bạn. Đây, hai cây, cây số 7, số 8. Cây này đổ tầm 1,5 m luôn nha các bạn. Đó, từ gốc tới đây khoảng 1,5 m luôn nha. Số 8. Toàn bộ là sâm núi trái hết luôn nha các bạn. Nó quay chủ yếu sâm núi ra. Ngoài ra còn có mai vàng, vạn niên tùng, nguyệt quế. Đó, linh sam nữa nè, vú sữa. Vú sữa thân lắc lượng từ gốc tới ngọn luôn nè. Thành phẩm cho lắm. Dán đổ luôn. 8, 9, 10. Số 11. Đó, mấy cái này chưa thành phẩm bằng mấy cái kia nha các bạn. Cái này còn mới bán thành phẩm thôi. Như một. Đây, hàng cây nữa, cực kỳ luôn. Đây, 3 cây luôn. Đây cây nè. 12, 13. Lô giống nhau luôn nha các bạn, đổ giống nhau hết nha. Đây này. Rồi cái này đổ khoảng 1,6 m luôn. Nè, đổ nè, từ gốc tới ngọn luôn. Như vậy mới lấy hết được toàn cảnh nha các bạn. Quá đẹp luôn. Cái mâm nào mâm nấy nè, cứng ngắc hết luôn rồi nha. Cây mini đây nữa hết rồi phải không ạ? Mười mấy cây thành phẩm ta, mười cây thành phẩm phải không anh? Ừ, mười cây thành phẩm nha các bạn. Mười cây thành phẩm giống vậy hết luôn nha. Đó, mấy cây bán thành phẩm chưa tính nha, 5-6 cây bán thành phẩm nữa nha. Đó, mấy bạn có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại mình nha, 0979582872. Nào, mua nguyên lô có giá tốt luôn nha. Đó, bạn mua cái này phải xuống tận nơi xem rồi. Nhánh cực kỳ đẹp luôn. Thân cành nhánh. Ngoài ra còn có trung nu nữa nè. Trung nu thành phẩm luôn nè. Vú sữa đủ mọi thể loại luôn nha các bạn. Linh sam 86 viên. Rồi, chào tất cả các bạn nha.